bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu giày len trang trí một bé rồng nhỏ xinh xắn như thế này ha. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân giày nè. Mẫu này thì mình sẽ hướng dẫn size từ 8 cho đến 14cm và có hướng dẫn luôn từ mặt đế cho đến họa tiết trang trí ha. Các bạn có thể dựa vào hướng dẫn và mình tăng size cho phù hợp. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn cần xác định cho mình cái chiều dài mặt đế ở size các bạn cần móc là bao nhiêu. Để cho form giày của mình khi mình móc lên nó được cứng cáp và đứng form hơn, mình sẽ sử dụng kim 2,5mm để móc. Và len mình sử dụng là len Milk Cotton 125g ha. Mũi móc thì các bạn nhớ móc chật tay lại để form giày của mình được đứng form hơn. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật mà các bạn có thể canh chỉnh cho mình cái số xích này ha. Thì size mình hướng dẫn từ 8 đến 14cm nó sẽ được chia làm 4 nhóm ha. Nhóm đầu tiên nè sẽ là từ 8 cho đến 9cm và cái số xích mình gây nên sẽ tương đương ở bên cạnh nè. Nhóm thứ hai là từ 9,5 cho đến 10,5. Nhóm thứ ba và nhóm thứ tư. Các bạn cần xác định cho mình cái số xích ở size các bạn cần móc, sau đó mình móc lên cái số xích cho phù hợp với size này ha. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật mà cái số xích này nó cũng có thể khác nhau. Các bạn cần canh chỉnh cho mình cho nó phù hợp ha. Mình sẽ làm size trung 11cm, mình sẽ móc lên 15 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Khi có được cái số xích mà mình cần có ở size đó rồi thì ở cái mũi xích cuối cùng á, các bạn nhớ kéo dài sợi len lên một tí, sau đó mình guốc lại cho cái mũi cuối cùng của mình nó nhỏ lại một tí ha. Sau đó tiếp tục móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa guốc nhỏ lại á, móc vào đó 3 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì cho tất cả các cái size, cái mũi đầu tiên các bạn đều móc như vậy cho mình ha, 3 mũi móc đơn vào cái chân móc đó. Để không bị lạc mũi thì đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên. Sau đó kế tiếp sẽ là các cái mũi xích này nè. Tất cả các cái size ha, các bạn sẽ chia đôi cho mình cái số xích mà mình gây nên đầu tiên. Mình sẽ móc một nửa là mũi đơn và một nửa là mũi kép đơn. Thì ở đây của mình tổng cộng là 15 mũi móc, mình sẽ móc 7 mũi móc đơn liên tiếp ha. Chân thứ hai nè, chân thứ ba nè, chân thứ tư nè, chân thứ năm nè, chân thứ sáu, chân thứ bảy. Khi có được một nửa của cái xích đầu tiên rồi thì đến cái chân kế tiếp các bạn sẽ nâng cao cho mình cái chiều cao của mũi móc lên bằng cách móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi nửa kép để nâng cao cái chiều cao của mũi móc ha. Khi có được mũi nửa kép vào cái chân nằm chính giữa rồi, các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối. Tất cả các size các bạn đều làm như vậy ha, chia đôi cái xích đầu tiên ra, một nửa móc mũi đơn và một nửa móc mũi kép đơn. Nhớ điểm giao giữa hai cái mũi nó sẽ là mũi nửa kép ha. Khi đã móc được đến cuối rồi nè, ở cái chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình vào đó 7 mũi kép đơn cùng chân móc. Tất cả các size đều móc cho mình vào chân cuối cùng là 7 mũi nha. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư, mũi kép đơn thứ năm, kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy. Khi có được 7 mũi kép đơn vào cùng một cái chân móc cuối cùng đó rồi thì tiếp tục di chuyển kim đến các chân bên này, mình sẽ móc đối xứng ha. Đầu bên này mình móc mũi gì thì bây giờ đầu ngược lại các bạn sẽ móc tương tự cho mình. Mình sẽ móc một nửa là mũi kép đơn, một nửa là mũi móc đơn. Và nhớ cái chân nằm chính giữa sẽ là mũi nửa kép nha, để hạ cái chiều cao của mũi móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, ta sẽ có được một cái form cho hàng đầu tiên như thế này. Đây, ở phía dưới là mũi móc đơn nè, phía trên nó sẽ to dần bằng mũi kép đơn á. Đến chân cuối cùng thì ban đầu mình móc 3 mũi móc đơn. Cuối cùng các bạn cũng móc cho mình vào chân đó 3 mũi móc đơn nữa. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Như vậy là ở cái chân cuối cùng này mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi móc đơn. Kết thúc, tháo kim đánh dấu ra. Đâm kim vào chân mình đánh dấu là cái chân mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào đó một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời, kéo dài sợi len lên, nghiêng sợi len về hướng tay cầm kim móc và guốc mạnh lại cho cái mũi dời nhỏ lại. Sau đó kéo lại cho đầu kim sát với sợi len.
móc lên hai mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được hàng đầu tiên nè. Khi các bạn gây nên cái số xích đầu tiên thì nhớ hàng đầu tiên mình cứ chia đôi ra ha, cho tất cả các cái size đều chia đôi ra. Phía dưới mình sẽ móc mũi móc đơn và phía trên mình sẽ móc mũi kép đơn. Nhớ điểm chính giữa, mình sẽ móc mũi nửa kép để nâng cao cũng như là hạ chiều cao của mũi móc. Tiếp tục đến hàng móc thứ hai thì công thức của tất cả các size cũng tương tự. Ba chân đầu tiên là ba chân mình vừa móc vào cùng một chân móc, thì ba chân đó móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn cùng chân móc ha. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc cái vòng đầu nè, móc vào hai mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp cũng tương tự ha, chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng chân móc, và chân thứ ba cũng móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Sau khi đã hoàn tất được hai mũi kép đơn vào cùng chân móc liên tiếp cho ba chân móc đầu tiên, thì các bạn dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân cuối cùng mà mình vừa tăng ở cái cụm này. Di chuyển kim đến các chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái cụm ở phía bên này, 7 mũi vào cùng chân móc ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn. Bốn nhóm mà mình chia được thì các bạn đều làm tương tự như vậy cho mình ha. Khi móc được các mũi kép đơn cho đến cái chân móc kế tiếp nè, là cái chân đầu tiên của 7 mũi mà ta móc vào cùng chân móc ở phía dưới, thì 7 chân đó tương tự như các chân đầu tiên, mỗi chân móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên nè, 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Khi các bạn móc cho mình cái cụm đầu tiên này, mình sẽ đánh dấu vào cái chân của cái mũi kép đơn đầu tiên mà mình bắt đầu móc ở cái cụm này ha. Sau đó tiếp tục 6 chân kế tiếp, mỗi chân móc 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân thứ hai cũng móc hai kép đơn nè. Sau khi móc được đến chân móc thứ bảy, ta có 7 chân móc liên tiếp, mỗi chân có hai mũi kép đơn, thì đến đây các bạn dùng kim đánh dấu vào chân cuối cùng của cái cụm này. Di chuyển kim đến các chân còn lại, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Và các bạn sẽ móc cho mình chừa là 3 chân móc cuối cùng ha. Là 3 cái chân mà mình móc vào cùng chân móc nè. Mỗi chân ta sẽ móc một kép đơn. Đến 3 chân móc cuối cùng thì cũng tương tự như điểm đầu và điểm cuối nè. Các bạn cũng móc cho mình vào 3 chân đó, mỗi chân là 2 mũi kép đơn. Khi móc cái mũi đầu tiên của cái cụm này, nhớ đánh dấu cho mình vào cái cụm đầu tiên này ha. Đánh dấu vào chân đầu tiên. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc tương tự cho mình hai mũi kép đơn. Và chân thứ ba là chân cuối cùng cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Như vậy là ở phần gót giày á, mình sẽ có tổng cộng là 6 chân móc. 6 chân móc đó mỗi chân có hai mũi kép đơn, ta sẽ tạo ra được cái độ rộng như thế này. Thì những bạn nào mà muốn tăng giảm size, các bạn cứ móc cho mình theo công thức như vậy ha. Kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một dời, sau đó guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Ta sẽ có được mặt đế giày như thế này. Đây là bốn nhóm đế giày mà mình có nói ở đầu video ha. Thì đối với cái nhóm đầu tiên nè, các bạn sẽ dừng lại cho mình ở cái độ rộng với hai hàng móc như thế này. Thì những bạn nào mà móc cái nhóm đầu tiên này, mình sẽ dừng lại ở cái mặt đế này ha. Nhóm thứ hai, thứ ba và thứ tư thì tiếp tục móc thêm cho mình một vòng móc nữa. Công thức móc thì cũng tương tự như nhau, chỉ khác ở cái mũi móc thôi ha. Đối với nhóm thứ hai mình móc mũi đơn ở vòng thứ ba nè. Nhóm thứ ba mình móc mũi nửa kép. Và nhóm thứ tư mình sẽ móc mũi kép đơn. Công thức móc ở phần đỉnh giày thì ba size nó sẽ tương tự giống như nhau. Chỉ có khác ở phần gót giày thì cái nhóm thứ hai này nó sẽ khác nè. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái nhóm thứ hai trước ha. Khi hoàn tất được hai hàng móc cho cái phần mặt đế rồi nè, thì tiếp tục đến hàng thứ ba của nhóm thứ hai thì các bạn sử dụng cho mình mũi đơn ha. Mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến điểm đánh dấu thứ hai. Và nhớ khi các bạn móc đến cái mũi móc mà mình đánh dấu đầu tiên nè, mình tháo kim đánh dấu ra, móc vào đó một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đánh dấu lại vào cái chân mà mình vừa tháo ra ha. Sau đó móc tiếp các cái mũi móc đơn cho đến điểm đánh dấu thứ hai. Còn đối với cái nhóm thứ ba và nhóm thứ tư thì ở những cái mũi đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình cùng công thức, chỉ là khác cái mũi móc thôi ha. Nhóm thứ ba thì mình sử dụng mũi nửa kép, móc vào chân đầu tiên một mũi nửa kép và chân thứ hai sẽ móc hai mũi nửa kép cùng chân móc.
Ở cái nhóm thứ tư mình sẽ sử dụng mũi kép đơn thay vì mũi nửa kép như nhóm thứ ba ha. Ta có được cụm móc như thế này. Một nửa kép sau đó là hai nửa kép cùng chân. Móc tương tự cụm này cho mình cho thêm bốn chân kế tiếp, tức là đến cái chân mình đánh dấu đầu tiên nè. Chân kế bên một mũi nửa kép. Chân kế tiếp móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai ha. Tiếp tục cụm thứ ba ở hai chân kế bên. Một nửa kép. Chân tiếp theo sẽ là chân mình đánh dấu nè. Móc vào đó hai nửa kép cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được ba cụm liên tiếp ha. Khi kết thúc được ba cụm này, đánh dấu vào cái chân cuối cùng của ba cụm này. Các chân kế tiếp mỗi chân móc cho mình một mũi nửa kép cho đến chân đánh dấu thứ hai. Ở cái điểm này thì cái công thức móc của nhóm thứ hai, thứ ba và thứ tư nó sẽ tương tự như nhau, chỉ khác mũi móc thôi ha. Tháo kim đánh dấu ra nè. Ở đây mình sử dụng mũi nửa kép, các bạn sẽ móc cho mình chân đó một mũi nửa kép, đánh dấu vào cái chân đó ha. Sau đó tiếp tục chân kế tiếp sẽ móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. Ta cũng có được cái cụm giống như cụm đầu tiên ha. Các bạn sẽ làm tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cái chân đánh dấu thứ ba, thì mình sẽ có liên tiếp tổng cộng là 7 cụm này. Chân kế bên một mũi nửa kép nè. Chân kế tiếp sẽ là hai nửa kép cùng chân móc. Móc được đến cái chân đánh dấu thứ ba rồi thì tháo kim đánh dấu ra. Cái chân đó là cái chân mà mình móc cái cụm thứ bảy ha. Hai mũi nửa kép cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được 7 cụm liên tiếp. Đối với nhóm thứ hai thì sử dụng mũi đơn cho mình 7 cụm mũi đơn nè. Còn nhóm thứ tư thì sử dụng cho mình mũi kép đơn, cũng có 7 cụm mũi kép đơn ha. Tiếp tục đánh dấu vào cái chân cuối cùng của cái cụm này. Di chuyển kim đến các chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi nửa kép cho đến chân đánh dấu thứ tư. Móc được đến cái chân mà mình đánh dấu thứ tư rồi, đối với cái nhóm thứ hai thì ban đầu mỗi chân mình móc một mũi móc đơn. Thì lúc này ở cuối các bạn cũng móc cho mình tương tự, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối. Nhớ đánh dấu lại vào những cái chân móc mà mình vừa tháo ha. Móc cho đến cuối hàng. Thì ta sẽ hoàn tất được công thức của cái hàng thứ ba ở nhóm thứ hai nè. Còn ở nhóm thứ ba và nhóm thứ tư, khi hoàn tất đến cái chân móc đánh dấu thứ tư rồi thì công thức móc của các cái chân cuối cùng tương tự như ở cái phần đỉnh cũng như là những điểm đầu tiên ha. Mình cũng móc cụm là một nửa kép sau đó là hai nửa kép cùng chân móc. Với nhóm thứ ba thì sẽ sử dụng mũi nửa kép, còn nhóm thứ tư sử dụng mũi kép đơn ha. Móc cho đến cuối hàng, đánh dấu lại nè. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng thứ ba của nhóm thứ ba và thứ tư ha. Hai nhóm này chỉ khác cái mũi móc thôi nha. Khi móc đến cuối rồi đâm kim vào chân đầu tiên, móc một giờ sau đó guốc lại và lên một mũi móc xích. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái mặt đế dây len như thế này. Những bạn nào mà muốn tăng giảm size thì các bạn cứ làm tương tự cho mình ha. Khác cái xích đầu tiên thôi, còn công thức móc thì sẽ tương tự giống như nhau. Ta sẽ có được bốn nhóm đế như thế này. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân. Trước khi đi lên phần thân dày thì ở mặt đế của mình nó sẽ có 3 cách để lựa chọn. Cách đầu tiên là các bạn sẽ chập đôi cho mình hai mặt đế lại với nhau, giúp cho mặt đế của mình nó được cứng cáp hơn. Còn cách thứ hai, những bạn nào mà muốn bé mình mang cái phần dày nó được mềm mại hơn thì các bạn chỉ sử dụng cho mình một mặt đế thôi. Và mình sẽ đưa mặt phải của mặt đế này xuống phía dưới ha, cho cái phần thân dày của mình mềm mại khi mà bé mang nó không có bị cứng. Còn đối với cái cách thứ ba là các bạn sẽ áp dụng cho mình với những bé đang tập đi. Mình sẽ dán một lớp đế xốp ở bên dưới thì mình cũng sử dụng một mặt đế thôi. Sau đó mình đưa cái mặt trái của mặt đế này xuống phía dưới, mặt phải nằm bên trên, giúp cho phần thân trong nó sẽ đẹp hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đầu tiên. Cách đầu tiên là chập đôi hai mặt đế, nó áp dụng cho nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. Đối với nhóm thứ ba và thứ tư các bạn cũng có thể áp dụng nếu mà không thích dán đế ha. Thì mình sẽ móc một mẫu mặt đế tương tự như mẫu mặt đế mà mình đang sử dụng với cái size đó nè. Thì ở đây mình có một cái mẫu mặt đế thứ hai tương ứng với cái mẫu mặt đế đầu tiên rồi ha, ở nhóm đầu tiên. Thì khi kết thúc cho mình cái mặt đế thứ hai, các bạn đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Khoan hãy móc mũi dời vào đây mà mình sẽ đưa cái mặt trái của mặt đế thứ hai ép với mặt trái của mặt đế đầu tiên. Hai mẫu ép vào nhau như thế này thì cái mặt đầu tiên bên này nè, mình đâm kim vào chân đầu tiên. Thì ở phía bên này các bạn sẽ đâm kim vào chân cuối cùng theo chiều mình đang móc ha.
tức là hai mặt phải nó sẽ đưa ra bên ngoài. Móc vào đây một mũi dời. Sau đó lần lượt móc các cái chân móc kế tiếp, mỗi chân cứ móc một mũi dời ha. Vào hai cái chân móc song song và tương ứng với nhau nè. Cách này sẽ đối với những bạn nào mà móc một màu ha. Còn những bạn nào mà móc hai màu á, là cái phần viền của đáy nó được nổi hơn thì các bạn sẽ kết thúc cho mình ở cái phần đáy thứ hai luôn. Móc lên một xích sau đó cắt len. Mình sẽ sử dụng màu khác để mình nẹp cho cái phần đáy của mình nó có điểm nhấn hơn ha. Ta sẽ đưa hai cái mặt đáy chập lại với nhau, chập mặt trái của hai mặt đáy lại. Và mình cũng đâm kim tương tự như cách mình đâm kim ở cùng một màu. Mặt đáy này thì đâm kim vào chân đầu tiên, còn mặt đáy còn lại đâm kim vào chân cuối cùng. Sau đó đưa cái sợi len ra phía sau, kéo sợi len qua hai cái chân móc này. Mình sử dụng màu khác thì mặt đáy của mình nó sẽ nổi hơn ha. Sau đó lần lượt đâm kim vào hai chân móc liên tiếp, móc vào đó mũi dời. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như là cách mình làm một màu ha. Và mình nẹp tương tự cho đến cuối hàng. Lưu ý là khi móc đến cái chân mình đánh dấu, cũng tháo kim đánh dấu ra, nẹp cho mình ở hai cái chân mà mình đánh dấu này. Sau đó các bạn sẽ đánh dấu lại vào cái chân mà mình nẹp này ha. Tiếp tục móc tương tự cho các chân còn lại, nẹp cho đến cuối hàng. Khi nẹp được đến cuối thì chân đầu tiên cũng là chân cuối cùng mà mình đâm kim ha. Móc vào đó một mũi dời, sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau. Giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc thì ta sẽ hoàn tất được cái phần nẹp như thế này. Và để giúp cho mặt đế của mình khi mà mình sử dụng nó không có bị phồng ở bên trong, các bạn tiếp tục nẹp cho mình thêm một đường móc ở chính giữa, tức là nẹp vào các cái chân móc của cái hàng đầu tiên ha. Tạo một cái hàng nẹp như thế này để cho cái phần đáy của mình khi mình sử dụng nó không có bị phồng giữa hai đáy ha. Nó sẽ tạo ra một cái độ cứng cáp như thế này. Tiếp tục sẽ là cách thứ hai. Cách thứ hai là đối với những bạn nào mà móc một lớp đế thôi nhưng mà mình không dán đế, thì mình sẽ đưa cái mặt phải của cái hàng móc này áp vào cái thân mình đang móc nè. Mình sẽ đưa cái mặt trái ra xuống dưới và mình móc cái phần thân theo cái chiều này ha. Cách thứ ba là những bạn nào mà muốn dán đế thì các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt trái này áp vào người mình khi mà mình đang móc nè. Đưa cái mặt phải lên trên để giúp cho cái phần thân dày của mình ở bên trong nó được đẹp hơn ha. Thì đó sẽ là ba cách mà mình tạo cái mặt đế ở phía dưới nè. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân dày. Ở đây mình đang hướng dẫn size 11cm ở nhóm thứ ba, nên mình sẽ dán đế dày ha. Cho cái mặt trái của cái hàng này xuống phía dưới nè, tức là áp vào cái thân kia mình đang móc ha. Sau đó mình móc lên cái hàng đầu tiên. Theo chiều mình đang móc để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc. Một đường nằm ở bên trên, tức là nằm ở cái mặt phải. Và một đường sẽ nằm ở cái hướng ở mặt trái nè. Thì khi mà mình áp cái mặt trái vào thì mình sẽ móc vào những cái đường móc nằm ở mặt phải của sản phẩm ha. Đối với bốn nhóm thì công thức móc của cái hàng này nó sẽ tương tự như nhau, chỉ khác cái mũi móc thôi nha. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái đường nằm ở bên trên. Móc vào đó cho mình mũi nửa kép. Sau đó móc tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha. Tức là hàng này mình sẽ không tăng cũng như là không giảm mũi. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối. Thì đây là cái nhóm thứ ba ha. Các nhóm còn lại thì các bạn cũng dựa cho mình vào cái hàng móc thứ ba là hàng cuối cùng ở cái mặt đế. Hàng này á, ở cái nhóm thứ tư mình móc mũi kép đơn, nên ở cái hàng đầu tiên của phần thân mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc. Còn đối với nhóm thứ hai thì cũng tương tự. Hàng thứ ba mình sử dụng mũi móc đơn, nên là cái hàng đầu tiên của phần thân sử dụng mũi móc đơn. Và ở cái nhóm thứ hai này mình muốn cho cái mặt phải nó nằm ở bên ngoài nè, nó không có dán đế ha. Cho nên là khi các bạn móc cũng móc cho mình vào cái đường nằm bên trong như thế này. Đối với cái nhóm đầu tiên mình chập hai mặt đế lại thì cái mặt phải của cái hàng mũi dời mà mình nẹp nó sẽ nằm ở bên dưới ha. Còn cái hàng còn lại nó sẽ nằm ở bên trên nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên trong của cái mặt đế nằm ở bên trong ha. Đây thì khi móc mình sẽ thấy cái đường móc như thế này. Thì đối với cái hàng đầu tiên của cái nhóm thứ nhất, các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi kép đơn ha. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ, kéo sợi len qua, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc cho mình vào những cái đường móc mà mình vừa chỉ đó, mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối thì mình sẽ có được cái chiều cao này ha. Nó tương thích với cái hàng thứ hai của cái mặt đáy. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha.
Khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Gút lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên hai mũi móc xích. Đến cái hàng móc thứ hai thì công thức móc của cái hàng thứ hai nó sẽ áp dụng cho nhóm thứ ba, nhóm thứ hai và nhóm thứ tư. Các bạn sẽ áp dụng công thức đó cho ba cái nhóm này ha. Những bạn nào mà móc ở cái nhóm đầu tiên thì đối với cái hàng này mình sẽ không có áp dụng vào nha. Các bạn sẽ ngưng lại nè. Mình sẽ hướng dẫn ba cái nhóm còn lại. Mình sẽ sử dụng mũi kép đơn cho ba cái nhóm đó luôn ha. Mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn cho đến cái chân mình đánh dấu thứ hai nha. Khi mà mình móc đến những cái chân móc mà mình đang đánh dấu thì các bạn cũng đánh dấu cho mình vào cái chân mà mình móc vào cái mũi đó nha. Sau đó móc đến cái điểm đánh dấu thứ hai. Khi móc cho mình được đến cái điểm đánh dấu thứ hai nè thì đây là cái chân móc mình đánh dấu thứ hai ha. Tháo kim đánh dấu ra. Sau đó các bạn sẽ chụm cho mình cái chân đó với cái chân móc kế bên lại thành một mũi. Thì cách chụm như sau nè. Ta lấy len lên kim, đâm kim vào chân mà mình đánh dấu. Kéo len qua chân móc, sau đó kéo qua hai đường trên kim trước. Tiếp tục lấy len lần thứ hai và đâm kim vào chân kế bên. Kéo len qua chân móc, sau đó kéo qua hai đường trên kim. Khi trên kim được ba đường móc thì kéo len qua hết ba đường trên kim. Ta sẽ có được một cái mũi giảm đầu tiên ha. Đánh dấu lại cho mình vào cái mũi giảm này. Từ cái mũi giảm này, chân kế bên móc một kép đơn. Sau đó hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm tương tự như mũi giảm đầu tiên. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Một mũi kép đơn, sau đó là mũi giảm. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các cái chân móc còn lại cho đến khi ta đạt được 6 cái cụm liên tiếp ha. Đến cái chân mà mình đánh dấu luôn nè. Chân kế bên một kép đơn thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi giảm ở hai chân ha. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai nè, làm tương tự cho đến khi mình đạt được 6 cụm. Cụm thứ 6 sẽ nằm ở ba cái chân móc mà sát với cái chân mình đánh dấu thứ ba ha. Ta có được cụm thứ 6, có liên tiếp 6 cụm, mình sẽ có được tổng cộng là 7 cái mũi giảm cho cái đỉnh này. Các chân kế tiếp thì mỗi chân cứ móc cho mình một kép đơn cho đến cuối hàng. Và lúc này ở cái mũi mình đánh dấu thứ ba mình sẽ không cần đến nữa ha. Các bạn sẽ bỏ luôn cho mình cái điểm đánh dấu này, sau đó móc đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì kết thúc đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng này, móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng. Gút lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên hai mũi móc xích. Thì hàng móc mà mình vừa móc nó sẽ giúp cho cái phần đỉnh dày nó có cái độ bo nhỏ lại ha. Cho ba cái nhóm thứ hai, thứ ba và thứ tư nè, thì công thức móc nó sẽ tương tự như vậy. Tiếp tục đến hàng móc thứ ba thì công thức móc của hàng móc thứ ba ở ba cái nhóm này các bạn cũng áp dụng cho mình ở hàng thứ hai của nhóm đầu tiên ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn cho đến chân mà mình đánh dấu thứ hai nha. Sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu thứ hai thì các bạn tháo kim đánh dấu ra. Từ cái chân móc mà mình đánh dấu này các bạn sẽ liên tiếp móc cho mình 7 cái mũi chụm liên tiếp ha. Các mũi chụm làm tương tự như những cái mũi chụm ở bên dưới nè. Móc cho mình 7 cái mũi chụm liên tiếp từ cái chân móc đánh dấu đó. Mũi chụm đầu tiên nè, vào hai chân móc đầu tiên này ha. Lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim, ta được mũi giảm đầu tiên. Đánh dấu vào chân của mũi giảm đầu tiên này, sau đó móc tương tự cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 7 mũi giảm liên tiếp. Khi hoàn tất được tổng cộng là 7 mũi giảm liên tiếp thì các chân còn lại mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng á. Thì cái hàng móc này nó sẽ giúp cho phần đỉnh dày của mình nó bo nhỏ lại hơn nè. Cho cái nhóm thứ hai và nhóm thứ tư cũng làm tương tự ha, cái phần đỉnh dày của mình nó cũng bo lại nhiều hơn nè. Đến cái nhóm thứ nhất thì các bạn cũng móc cho mình từ cái chân đánh dấu thứ hai 7 mũi chụm liên tiếp. Mình sẽ móc liên tiếp 7 mũi chụm thì cái chân cuối cùng nó sẽ nằm ở cái điểm đánh dấu thứ ba ha. Sau đó tiếp tục móc các mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi hoàn tất được hàng móc với công thức có 7 mũi chụm ở cái phần đỉnh dày giúp vào phần đỉnh dày nó bo nhỏ lại hơn. Để đến hàng kế tiếp, công thức móc nó sẽ tương tự cho 4 cái nhóm này luôn ha. Nhưng mà các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng tăng mũi thứ 3 ở cái phần mặt đế.
Nhóm thứ ba mình sử dụng mũi nửa kép, nên cái hàng móc tiếp theo mình sẽ sử dụng mũi nửa kép. Đây, nửa kép ha, hàng thứ ba thì bây giờ mình sẽ sử dụng mũi nửa kép. Móc mỗi chân là một mũi nửa kép. Còn nhóm thứ hai mình sử dụng mũi đơn ở cái vòng móc thứ ba mặt đáy, thì đến cái vòng móc này mình sẽ sử dụng mũi đơn ha. Nhóm thứ tư nè, mình cũng tương tự, mũi kép đơn, thì bây giờ hàng này mình sử dụng mũi kép đơn. Còn ở cái nhóm đầu tiên ha, thì nhóm đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mũi móc đơn tương tự như cái nhóm thứ hai. Ở đây mình móc size 11 cm ha, mình sẽ sử dụng mũi nửa kép. Móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép cho đến chân mà mình đánh dấu thứ hai nha. Cho tất cả các cái nhóm đều làm tương tự nè, móc mỗi chân là một mũi cho đến chân mình đánh dấu thứ hai. Thì đây là chân mình đánh dấu thứ hai, là cái mũi chụm đầu tiên ở 7 mũi chụm liên tiếp nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình chừa hai chân móc sát bên của cái mũi này. Chừa cho mình hai chân móc sát đó nha. Khi móc được đến hai cái chân móc sát với cái mũi mà mình đánh dấu này nè, mình sẽ móc mũi giảm ở hai cái chân móc đó. Mũi giảm thì cũng tương tự như những cái mũi giảm bên trên ha, chụm hai chân liên tiếp lại thành một mũi. Và cho tất cả các cái nhóm, nhóm thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, thì cái mũi giảm ở cái hàng này mình sẽ sử dụng mũi giảm kép đơn ha. Lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba đường trên kim, mình sẽ có được mũi giảm đầu tiên. Tháo kim đánh dấu ra nè. Tiếp tục móc mũi giảm thứ hai và móc liên tiếp cho mình cho đến khi ta đạt được tổng cộng là 6 mũi giảm. Mũi giảm thứ hai nè. Ở nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai và nhóm thứ tư cũng móc cho mình mũi kép đơn giảm ở cái đỉnh này luôn ha. Sau khi hoàn tất được tổng cộng là 6 mũi giảm cho cái hàng móc cuối cùng này, thì cái phần đỉnh dày nó sẽ bo lại hơn rồi nè. Các chân móc kế tiếp thì mình cũng làm như những chân móc đầu tiên của các cái size đó. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi nửa kép đối với nhóm thứ ba nè. Nhóm thứ hai mình sử dụng mũi móc đơn cho những chân đầu tiên, thì ở đây mình cũng sử dụng mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Nhóm thứ tư sử dụng mũi kép đơn nên mình sẽ móc mũi kép đơn. Còn nhóm thứ nhất mình sử dụng mũi móc đơn tương tự như nhóm thứ hai ha. Sau khi móc đến cuối hàng thì kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần thân dài cho 4 nhóm, từ size 8 cho đến 14 cm ha. Với cách móc ở cái phần thân dài này, nó sẽ áp dụng cho cả chiếc trái và chiếc phải của tất cả các cái size trong 4 nhóm này ha. Thì để phân biệt được chiếc trái và phải ở nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai, mình sẽ phân biệt ở phần dây quai, tức là mình cài một bên là từ phải qua trái, một bên là từ trái qua phải. Còn đối với hai cái size mà mình có dán đế á, thì ở cái bài trước mình đã hướng dẫn dán đế rồi ha. Các bạn có thể cắt cái phần đế, sau đó mình bo cong lại để mình phân biệt được chiếc trái phải, cũng như dựa vào cái phần dây quai bên trên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần dây quai ha. Lúc này mình sẽ sử dụng hai cái mũi mà mình đánh dấu thứ tư và mũi đánh dấu đầu tiên để mình móc cái phần dây quai ha. Mặt đế các bạn có thể chia cho mình ra làm 3 phần, mình lấy cái phần dây quai từ 1/3 ở dưới lên, hoặc các bạn cũng có thể chia một nửa ha. Thì dựa cho mình vào hai cái chân móc mình đánh dấu nè, theo chiều từ phải qua trái ha. Đây, các bạn có thể từ chân đánh dấu, các bạn có thể dờ lên cho mình khoảng tầm 2 cho đến 4 chân. Hoặc là những size nhỏ hơn, các bạn có thể chọn luôn cho mình cái chân móc mình đánh dấu ha, hoặc lùi về một size, hoặc là tăng thêm một size cũng được. Tùy vào sở thích, các bạn muốn phần dây quai nó lùi ra phía sau hoặc là nhỉnh lên phía trước ha. Thì ở đây mình sẽ nhỉnh lên hai chân móc, đưa cái sợi len ra phía sau và kéo sợi len qua nè. Mình sẽ móc chiếc bên phải trước ha. Móc lên hai mũi móc xích, sau đó lần lượt móc các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Chân mà mình móc mũi dời sẽ là chân đầu tiên nhé. Đến chân mình đánh dấu nè, tháo kim đánh dấu ra, lúc này mình sẽ không cần kim đánh dấu nữa. Móc cho mình cho đến những cái chân móc gần cuối. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn ha. Khi móc cho mình đến những cái chân móc gần cuối rồi nè, thì cái chân mà ở đây mình có 3 cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc cuối cùng ở cái phần thân dày ha. Thì 3 chân móc đó ở 2 chân kế cuối các bạn sẽ giảm cho mình thành một mũi. Lấy len và đâm kim lần lượt vào 2 chân, sau đó kéo len qua 3 đường trên kim. Ta sẽ có được một mũi giảm. Các chân kế tiếp mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn. Chân cuối cùng móc một kép đơn nè, sau đó di chuyển kim đến chân đầu tiên của cái hàng móc phía dưới này.
chân đầu tiên sẽ móc một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào cái chân đầu tiên đó rồi thì hai chân kế tiếp móc cho mình mũi giảm ha. Tức là ở cái phần gót giày mình sẽ móc hai cái mũi giảm. Thì cái việc mà mình giảm mũi ở cái hàng giày ngoài từ phần gót ha, nó sẽ giúp cho cái phần gót khi mà mình sử dụng lâu dài á, nó sẽ ôm sát được vào cái phần gót chân hơn, nó không có bị giãn ở cái điểm này. Tiếp tục móc các cái mũi kế tiếp, mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến chân mình đánh dấu. Lúc này mình sẽ không cần sử dụng mũi đó nữa ha. Móc vào chân đó một kép đơn. Thì ban đầu tiên nè, ở cái điểm bên này mình dời ra bao nhiêu mũi thì bây giờ các bạn móc tiếp cho mình các cái mũi kép đơn. Giống như là cái phần mà mình chừa ra luôn ha. Khi đã dời được cho mình đến cái chân móc này rồi thì ta sẽ có được cái phần dây quai, hai bên nó sẽ bằng nhau như thế này. Thì lúc này đến đây để kết thúc á, thì các bạn sẽ móc lên cho mình một cái dây móc xích sao cho nó có cái chiều dài mình luồn qua bên này ha, chạm vào được cái điểm cài nút ở bên này. Thì size này mình sẽ móc lên tầm khoảng 16 đến 18 mũi móc xích. Khi hoàn tất được cái độ dài của cái phần dây quai cài ra bên hông rồi ha, đây nó sẽ đủ cái độ dài như thế này để mình cài nút ở bên hông này rồi. Thì lúc này mình sẽ tạo cái khoảng trống cài nút, móc lên hai mũi móc xích, sau đó chân móc mà mình vừa móc cuối cùng đó móc một kép đơn. Tùy vào size nút các bạn sử dụng, các bạn có thể móc liên tiếp các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng, hoặc mình có thể tạo những khoảng trống bằng cách móc lên một mũi móc xích, sau đó bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn. Ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng để mình có thể cài cái phần dây quai lại nè. Các bạn có thể tạo cho mình những cái khoảng trống này tầm khoảng 3 cho đến 4 khoảng trống ha. Móc lên một xích, bỏ qua một chân, chân kế tiếp móc kép đơn. Tiếp tục lên một xích, bỏ qua một chân, móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tạo những cái khoảng trống này cho đến khi ta đạt được một nửa của sợi dây cũng được. Khi tạo cho mình được tầm khoảng 4 cái khoảng trống như thế này rồi, các chân kế tiếp mình móc liền, mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng, tạo những cái khoảng trống để cài nút rồi và móc đến cuối hàng luôn, thì kết thúc đâm kim vào chân ta móc mũi kép đơn cuối cùng ở cái phần thân, móc vào đó một mũi dời, sau đó guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và cắt len. Đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len thừa ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Như vậy là ta sẽ hoàn thất được một chiếc giày ở bên phải nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chiếc ở bên trái ha. Thì ở đây mình sẽ móc cái chiếc bên trái ở cái nhóm thứ tư nha. Các bạn có thể chừa cho mình những cái chân móc bằng với cái size mà mình đang móc. Sau đó mình sẽ kéo sợi len qua cái chân móc đó. Khác với chiếc bên phải thì chiếc bên trái các bạn sẽ móc cho mình cái phần dây quai trước ha. Móc cho mình một cái dây móc xích bằng với cái phần dây quai của chiếc bên phải. Và mình sẽ tạo một cái sợi dây tương tự như vậy. Sau khi đã hoàn tất được cái phần dây quai cài từ bên trái qua bên phải rồi ha, tiếp tục các cái chân móc kế tiếp thì mình sẽ làm tương tự như chiếc còn lại. Mỗi chân móc một mũi kép đơn và nhớ tạo hai mũi giảm ở gót dây nha. Như vậy là ta sẽ có được cái phần dây quai ở chiếc bên trái cài từ bên phải qua bên trái ha. Để kết thúc được cái phần dây quai này, móc lên hai mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân mình vừa móc mũi kép đơn cuối cùng, móc vào đó một mũi dời, guốc lại và cắt len. Cũng đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, sau đó kéo sợi len vào bên trong và giấu len thừa vào trong mũi móc ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được chiếc bên trái nè. Chiếc bên phải thì cài từ bên trái qua, chiếc bên trái thì cài từ bên phải qua ha. Mình sẽ hoàn tất được phần thân dài. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc họa tiết trang trí. Cho bốn nhóm đế giày thì các bạn đều móc tương tự cho mình luôn ha. Tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây sẽ móc lên bốn mũi móc xích. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, ba và bốn. Áp dụng bốn mũi móc xích này cho bốn nhóm luôn ha. Khi có được bốn mũi rồi, móc lên ba mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc xích thứ tư, móc một mũi kép đơn.
Còn ba chân móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình cho hai chân kế bên ha. Chân thứ tư móc một kép đơn rồi, chân thứ ba cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Đến cái chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình vào đó 6 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba. Thì đối với cái họa tiết trang trí bé rồng của mình nè, mình có phối hai màu ha. Phần dưới mình có phối thêm màu trắng nè, một nửa bên trên là màu xanh và nửa bên dưới là màu trắng. Nên khi các bạn móc một nửa ở cái chân móc này rồi thì mình sẽ thay màu, kéo dài sợi len lên ở cái chân của mũi kép đơn cuối cùng mà ta móc, có một cái đường móc nằm bên trên nè, đâm kim vào chân đó và một cái đường móc nằm thẳng của cái chân kép đơn đó. Sau đó mình đưa sợi len ra phía sau, kéo sợi len qua hai đường mà mình vừa tạo trên kim ha, chừa một đoạn vừa đủ nè, kéo qua hai cái sợi đó. Sau đó tiếp tục móc cho mình ba mũi kép đơn bằng cái sợi len màu trắng vào cái chân móc thứ nhất này luôn. Ta có được mũi kép đơn thứ tư. Các bạn sẽ dùng tay và kéo dài cái sợi len màu xanh ra cho cái sợi len của mình nó sát lại rồi nè. Sau đó tiếp tục móc mũi kép đơn thứ 5 vào cái chân móc đó ha, và mũi kép đơn thứ 6. Như vậy là ở cái chân móc cuối cùng này mình sẽ có được 6 mũi, 3 mũi màu xanh và 3 mũi màu trắng ha. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn. Khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc ha. Ta sẽ có hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn nè. Khi móc được hai mũi kép đơn vào hai chân liên tiếp thì chân cuối cùng ban đầu mình có móc lên một kép đơn, thì một kép đơn đó với ba mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên được tính là hai mũi rồi ha. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào đó 4 mũi nữa. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Mỗi đầu của mình có 6 mũi cho nên khi móc 3 mũi rồi mình sẽ thay màu và tạo cái mũi cuối cùng ha cho cái chân móc đó. Kéo len lên nè, đâm kim vào hai cái đường móc sát với cái mũi đó. Thì lúc này khi mình giấu vào trong mũi móc, cái sợi len màu xanh nó sẽ chạy theo đến cái mũi mà mình vừa tạo ở đây. Thì thả sợi len màu trắng và thay sợi len màu xanh, kéo sợi len màu xanh qua hai đường trên kim. Tiếp tục móc vào cái chân móc cuối cùng đó một kép đơn. Kéo cho mình cho cái sợi màu trắng nó sát lại nè. Sau đó đâm kim vào cái chân xích thứ 3 tính từ dưới lên của 3 mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên ha. Không có móc vào cái chân mũi móc kép đơn này mà đâm kim vào chân xích thứ 3 nè, sát với cái chân của mũi kép đơn đó. Móc một mũi dời, vuốt lại cho mũi dời nhỏ lại. Tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng đầu tiên với hai màu như thế này. Nó sẽ chia đôi được cái mặt của bé rồng ha. Lên 3 mũi xích. Đến hàng móc thứ hai thì công thức móc cho 4 nhóm cũng sẽ tương tự. Chân mà mình vừa móc mũi dời kết thúc, tức là chân xích thứ 3 của 3 mũi đó, móc tiếp một mũi kép đơn. Như vậy là ta sẽ có được hai mũi ha. Tiếp tục di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên nè, móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Khi móc nhớ giấu luôn cái sợi len màu trắng vào trong mũi móc ha, cho cái sợi len màu trắng nó đi theo cái đường móc luôn. Như vậy là ở điểm này mình sẽ có được hai chân liên tiếp có hai mũi vào cùng chân nè. Tiếp tục hai chân kế tiếp sẽ là hai chân của mũi kép đơn lẻ, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, nhớ giấu len thừa ha. Chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của 6 mũi mà mình móc vào cùng chân móc nè, 3 mũi màu xanh và 3 mũi màu trắng ha. Thì liên tiếp các cái chân đó, mỗi chân móc 2 mũi kép đơn. Mình có 3 chân màu xanh nè, thì 3 chân màu xanh đó móc cho mình 3 cái chân đó ha. Mỗi chân là 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc, ta đang móc màu xanh nè. Tiếp tục chân thứ 2 cũng móc 2 kép đơn nè. Và chân thứ 3 của cái màu xanh cũng móc 2 mũi kép đơn. Đến cái chân móc thứ tư là lúc này mình đã thay màu rồi ha. Thì các bạn tiếp tục thay màu cho mình tương tự như cách thay màu ở bên dưới. Mình cũng kéo dài cái sợi len lên một tí, sau đó đâm kim vào hai cái đường móc sát với cái mũi len luôn nè. Sợi len màu trắng nó đi theo cái đường móc rồi thì các bạn sẽ đưa sợi len màu trắng lên, kéo qua hai đường trên kim. Sau đó tiếp tục móc vào ba chân màu trắng,
mỗi chân móc 2 mũi kép đơn. Khi móc mũi đầu tiên nhớ giấu cái sợi len màu xanh ha. Sau đó mình kéo cho cái sợi len màu xanh nó sát lại. Tiếp tục móc mũi kép đơn thứ hai vào chân móc đó. Hai chân kế tiếp cũng tương tự ha, mỗi chân móc 2 mũi kép đơn. Và nhớ giấu sợi len màu xanh. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một đầu ở bên này rồi ha. Tạo ra 6 chân với 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Thì tiếp tục sẽ là hai chân móc của 2 mũi kép đơn lẻ ở phía dưới. Thì hai chân đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 1 mũi kép đơn ha. Nhớ giấu sợi len màu xanh nha. Hai chân móc của hai kép đơn lẻ này, mỗi chân móc 1 mũi kép đơn. Còn lại 4 chân móc thì 4 chân đó có 3 chân màu trắng và 1 chân màu xanh. Lúc này mình sẽ móc 3 chân màu trắng, 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Sau đó mình sẽ thay màu và mình móc màu xanh ha. Ta được 3 chân màu trắng rồi nè, thay màu và móc cái mũi màu xanh là mũi cuối cùng. Sau khi móc đến cuối hàng rồi thì kết thúc đâm kim vào chân xích thứ 3 của 3 mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên, móc vào đó 1 mũi dời. Đối với cái nhóm đầu tiên thì các bạn sẽ dừng lại cho mình ở công thức móc với 2 hàng móc ở cái phần mặt của chú rồng như thế này. Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng tương thích với phần thân dày ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mào bên trên cũng như là phần sừng cho các cái sải ở nhóm đầu tiên nè. Khi kết thúc mũi dời ở cái hàng móc thứ hai rồi, các bạn sẽ tạo cho mình cái phần bờm. Mình sẽ di chuyển kim đến cái chân móc kế bên. Lúc này sợi len màu trắng mình không dùng nữa ha, cắt len đi. Từ cái chân móc mà mình kết thúc này nè, cái chân xích thứ 3, các bạn tiếp tục đâm kim cho mình đến cái chân của mũi kép đơn kế bên, móc vào đó 1 mũi dời. Và từ cái chân móc của mũi kép đơn này, móc lên 1 mũi móc xích. Mình sẽ tạo phần bờm từ đây ha. Lên 1 mũi móc xích nè. Sau đó móc vào chân kế bên 1 mũi nửa kép. Lên 1 mũi móc xích. Chân kế tiếp móc 1 mũi dời. Lên 1 mũi móc xích. Chân kế bên móc 1 mũi nửa kép. Tiếp tục ha, lên 1 xích. Chân kế tiếp móc 1 mũi dời và làm tương tự cho mình cho đến khi mình được 4 cái họa tiết như vậy. Lên 1 xích. Chân kế bên 1 mũi nửa kép. Lên 1 xích. Chân kế tiếp 1 mũi dời. Tiếp tục ha. Lên 1 xích. Chân kế bên 1 mũi nửa kép. Lên 1 xích và chân kế tiếp móc 1 mũi dời. Ta có được 4 họa tiết rồi thì kéo dài sợi len và cắt len. Mình toàn tất được cái phần bờm cho cái size của nhóm đầu tiên ha. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, sau đó kéo cái sợi len ra phía sau. Giấu len thừa vào trong mũi móc, ta sẽ hoàn tất được cái phần bờm ở bên trên ha. Đây là cái nhóm đầu tiên nè. Đối với 3 nhóm còn lại thì khi hoàn tất cho mình được 2 hàng móc, tiếp tục móc thêm 1 hàng nữa để mình tạo cái độ rộng cho cái phần đầu ha. Ở nhóm thứ 2 thì móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Lúc này các bạn nhớ thay màu ha, thì chân của mũi đơn nè, khi các bạn móc mũi đơn cho đến cái chân của mũi màu xanh rồi, thì mình sẽ kéo dài sợi len lên. Ở mũi móc đơn thì cũng tương tự như mũi kép đơn, đâm kim vào cái chân móc bên trên, và cái đường móc nằm thẳng của cái chân mũi đơn đó. Sau đó mình sẽ thay cái sợi len màu trắng ha, kéo qua hai đường này, và tiếp tục móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn cho đến cuối. Guốc lại cho cái sợi màu xanh nè, sau đó móc cho đến cuối hàng. Khi móc đều được các cái mũi móc đơn cho đến cuối, lúc này cái sợi màu trắng không dùng đến nữa ha, cắt len đi. Móc tiếp cho đến cuối hàng nè. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc 1 mũi dời. Từ đây mình tiếp tục dời mũi đến cái chân móc kế bên. Và các bạn sẽ móc cho mình cái phần mèo ở bên trên ha, móc 4 cái họa tiết tương tự giống như cái nhóm đầu tiên nè. Lên 1 xích, chân kế bên móc 1 mũi nửa kép. Lên 1 xích, chân kế tiếp móc 1 mũi dời. Lên 1 xích và làm tương tự cho đến khi ta được 4 họa tiết. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được họa tiết cho cái nhóm thứ 2.
với một hàng mũi đơn ở phía ngoài, canh chỉnh cho mũi đơn của mình nó đều lại ha. Đối với nhóm thứ ba và thứ tư thì thêm cho mình một hàng móc nữa cho cái phần đầu nó to ra hơn ha. Móc lên một mũi móc xích. Ở nhóm thứ ba mình sử dụng mũi nửa kép cho hàng móc thứ ba. Còn nhóm thứ tư mình sẽ sử dụng mũi kép đơn ha. Móc lên một xích. Công thức móc ở hai nhóm này tương tự như nhau ha, thay đổi mũi móc thôi nè. Ở nhóm thứ ba thì móc lên một xích, còn nhóm thứ tư thì móc lên hai xích ha. Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc cho mình vào đó hai mũi nửa kép. Nhớ ha, ở nhóm thứ tư thì sử dụng cho mình mũi kép đơn ha. Khi có được hai mũi nửa kép vào cùng chân móc đầu tiên rồi thì tiếp tục đến hai chân móc kế tiếp sẽ là hai chân móc của hai mũi móc kép đơn mà ta móc vào cùng chân móc nè. Thì hai cái chân đó các bạn sẽ móc cho mình cụm một nửa kép, sau đó là hai nửa kép cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc đầu tiên như thế này. Tiếp tục đến hai chân móc kế tiếp sẽ là hai chân móc của hai mũi kép đơn lẻ ở phía dưới. Hai chân đó mỗi chân móc một mũi nửa kép. Từ chân móc kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của những cái cụm mà mình móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp 6 cụm, một nửa kép sau đó là hai nửa kép cùng chân móc ha. Ta sẽ có được 6 cụm liên tiếp. Một nửa kép nè, sau đó sẽ là hai nửa kép cùng chân móc. Ta có được cụm móc nè. Móc tiếp tục cho các chân còn lại cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 6 cụm móc. Khi móc đến cụm thứ ba thì nhớ thay màu để mình móc cụm thứ tư ha. Vì cụm thứ ba nằm ở chân cuối cùng của màu xanh rồi nè. Thì đối với mũi nửa kép thay màu các bạn cũng làm tương tự cho mình nè. Mình kéo cái sợi len dài lên một tí, sau đó cũng đâm kim vào cái đường móc nằm bên trên của cái chân kép đơn đó và một đường nằm ngang ở phía bên này. Mình sẽ đưa cái sợi len khác màu ra phía sau ha, kéo sợi len qua. Sau đó tiếp tục móc các cụm tiếp theo cho các cái mũi màu trắng. Kéo cho cái sợi màu xanh ngắn lại nè. Ta sẽ có được cụm thứ tư. Tiếp tục móc hai cụm ha. Sau khi hoàn tất được 6 cụm liên tiếp và thay màu rồi nè, thì hai chân kế tiếp sẽ là hai chân của hai mũi kép đơn lẻ ở phía dưới. Thì hai chân đó móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai. Còn lại các chân cuối cùng thì móc cho mình 4 cụm liên tiếp. 3 cụm đầu tiên màu trắng và nhớ thay màu cho cụm cuối cùng màu xanh. Sau khi hoàn tất cho đến cuối vòng rồi thì cái sợi len màu trắng mình không cần nữa nè, cắt len đi. Sau đó đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Ở cái nhóm thứ nhất và thứ hai mình dời một mũi. Còn đối với nhóm thứ ba và thứ tư các bạn sẽ dời cho mình qua hai mũi ha. Mũi đầu tiên nè, một mũi dời và mũi thứ hai. Ở nhóm thứ ba và thứ tư ha, móc lên cho mình hai mũi móc xích, mình tạo cái phần bờm với mũi kép đơn. Móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Lên hai xích. Chân kế tiếp móc một mũi dời. Lên hai xích. Tiếp tục chân kế bên móc mũi kép đơn. Lên hai xích. Chân kế tiếp móc một mũi dời. Móc tương tự cho mình cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 5 họa tiết như thế này. Thì ta sẽ có được cái phần bờm ở bên trên cho nhóm thứ 3 và thứ 4. Bây giờ mình sẽ móc cái phần sân ha. Chiều cao của phần sân ở nhóm thứ 3 và thứ 4 nó sẽ tương tự như nhau, còn hai nhóm còn lại sẽ tương tự như nhau ha. Mình sẽ móc ở bên phải trước nè. Từ cái phần bờm này các bạn sẽ dời cho mình ra hai mũi ha. Từ chân móc đó, sau đó đến chân móc kế bên nè, đâm kim vào chân kế bên đó. Đưa cái sợi len ra phía sau, kéo sợi len qua chân móc. Móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó đâm kim vào chân thứ 4, móc 1 mũi dời. Chân thứ 3 móc 1 mũi dời. Chân thứ 2 móc 1 mũi dời. Từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Đâm kim vào chân thứ 2, móc 1 mũi dời. Chân xích đầu tiên móc 1 mũi dời. Sau đó đâm kim vào chân xích thứ 2 của cái xích mà mình gây nên đầu tiên nè. Móc vào đó 1 mũi dời.
và tiếp tục đâm kim vào chân thứ nhất, cũng là chân cuối cùng, móc một mũi dời. Kết thúc đâm kim vào chân móc kế bên là chân móc sát với cái phần bờm, móc vào đó một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau. Guốc cho hai cái đầu của mình nó sát lại và giấu len thừa, ta sẽ có được cái sừng ở bên phải. Sừng bên trái thì cũng làm tương tự, nhưng mà lúc này ở cái sừng bên phải mình dời ra, còn lúc này ở bên trái thì các bạn sẽ móc cho mình sát với phần bờm luôn ha. Mình cũng tạo một cái phần sừng tương tự như vậy, với chân móc sát với cái phần bờm nè. Đâm kim vào, kéo len qua chân móc, sau đó móc một cái phần sừng tương tự. Như vậy là ta hoàn tất được phần sừng cho nhóm thứ 3 và thứ 4 nè. Tiếp tục đối với cái nhóm thứ nhất và nhóm thứ 2 ha, thì cái phần sừng nó sẽ ngắn hơn. Các bạn cũng móc cho mình cái phần sừng ở bên phải trước. Từ cái chân móc sát với phần bờm dời ra một chân móc. Đâm kim vào chân móc đó, sau đó kéo len qua chân móc. Móc lên 4 mũi móc xích thay vì là 5 mũi như hai cái size này ha. Thì mình móc chỉ 4 mũi thôi. 1, 2, 3, 4. Sau đó đâm kim vào chân thứ 3, móc 1 mũi dời. Chân thứ 2 móc 1 mũi dời. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2, đâm kim vào chân đầu tiên, móc 1 mũi dời. Sau đó đâm kim vào chân thứ 2 của 4 xích. Móc tiếp vào đó 1 mũi dời. Và móc vào chân đầu tiên là chân cuối cùng, móc 1 mũi dời. Kết thúc thì đâm kim vào chân kế bên là chân sát với phần bờm, móc vào 1 mũi dời, kéo dài sợi len và cắt len. Cũng đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau, giấu len thừa vào trong mũi móc, thì ta hoàn tất được phần sừng ở nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. Làm tương tự cho mình cho phần sừng còn lại, thì ta sẽ có được hai sừng như thế này. Sau khi đã hoàn tất cho mình được phần đầu của bé rồng rồi, bây giờ các bạn sẽ gắn cho mình thêm hai mắt, cũng như là trang trí chân mày, râu và miệng nè, cho cái phần thân dày của mình thêm xinh xắn hơn. Những bạn nào mà móc cho bé gái có thể đánh cho mình thêm một ít má hồng ở hai bên ha. Ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu giày bé rồng xinh xắn như thế này. Phần đế giày thì các bạn có thể dán đế đối với những size ở nhóm thứ 3 và thứ 4. Thì mình có hướng dẫn ở bài trước rồi, mình có để lên phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào, sau đó mình sẽ bo cong cái phần đế giày và phân biệt được chiếc trái phải cho phần thân giày của mình ha. Đế giày này thì mình cũng có thể áp dụng cho nhiều mẫu giày khác nhau. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!